Cập nhật thông tin từ thị xã Sapa, Lào Cai, đến trưa nay ngày 14 tháng 9, lực lượng chức năng ở xã Liên Minh và thị xã Sapa đã tìm thêm được một thi thể mất tích do lũ cuốn. Như vậy, đến thời điểm này, có 6 người thiệt mạng và 3 người còn mất tích do mưa lũ tại tỉnh Lào Cai. Theo thông tin của cơ quan khí tượng và người dân ở thị xã Sapa, trong tối ngày 12 tháng 9, ở thị xã Sapa và nhiều nơi thuộc tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa lớn, khiến nước lũ tại con suối Nậm Bá dâng lên đột ngột, hình thành lũ ống tại các thôn Nậm Thang, Nậm Cang, xã Liên Minh, thị xã Sapa. Anh Phàn Cáo Sen ở thôn Nậm Cang, xã Liên Minh kể lại, khoảng 20 giờ 30 phút mưa rất to, 4 người trong gia đình anh Sen phải bám vào cây để thoát dòng nước lớn. Ngày 13 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã trực tiếp đến hiện trường xảy ra lũ ống tại thôn Nậm Cang, xã Liên Minh, thị xã Sapa để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn sau thiên tai.